Tại Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ đã chạm một kỷ lục mới trong tháng 5 năm nay và sẽ còn phải tăng lên vào tháng 7 này. Trước một thực tế mới của thị trường lao động, một số người châm biếm chỉ trích hiện tượng. Nhiều tấm ảnh tốt nghiệp cuối năm khôi hài cho thấy những sinh viên ma sống xâm nhập các mạng xã hội trong những tuần qua. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde và Louis May gửi về bài phóng sự. Gặp người trên lan can, hai tay buông lủng lẳng, nằm lộn ngược trên tay vịn cầu thang, hay thậm chí mặt úp xuống đất ngay trước lối vào cổng trường. Khi đăng những tấm ảnh tự chụp này trong bộ đồng phục học đường, cô Giang muốn tố cáo không phải hệ thống mà một sự vô lý nào đó của sự tồn tại. Sau nhiều năm miệt mài học, để rồi cuối cùng không chắc tìm được một việc làm. Trả lời RFI, cô Giang, cựu sinh viên ngành kiến trúc, sống tại Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, giải thích. Xin trích, quả thật, tôi phát hiện những tấm ảnh sinh viên ma sống trên các mạng xã hội. Tôi thấy chúng thật khôi hài và thú vị. Tôi không nghĩ đến thẳng bình, mà tôi thích kiểu thây ma hơn. Điều đó cho thấy rõ cảm giác kiệt sức khi tốt nghiệp thạc sĩ. Những thây ma tự sướng này khác xa với những tấm ảnh tốt nghiệp mượt mà, thậm chí được chỉnh sửa khi tốt nghiệp. Tay ôm những bó hoa và giáo trình dưới cánh tay. Vào lúc gần 12 triệu sinh viên tốt nghiệp vừa gia nhập thị trường lao động Trung Quốc, đây là một con số kỷ lục. Một kỷ lục khác là tỷ lệ thất nghiệp có những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 đã đạt mức 20,8% trong tháng 5 vừa rồi. Các doanh nghiệp do dự, tuyển dụng vì lý do nhu cầu thấp, nhưng để đến tăng pinh, tức thẳng bình, nằm dài không làm gì hết, chỉ có một bước, nhưng cô sinh viên kiến trúc này lại không muốn vượt qua khi đã tìm được một chỗ trong cơ quan hành chính. Cô Giang nói tiếp, một nửa học viên thạc sĩ đã có được việc làm, số còn lại vẫn đang đi tìm. Rất có thể môi trường chung là không thuận lợi, có quá nhiều việc làm nặng nhọc và lương trả lại thấp. Kết quả là có nhiều người tìm cách vượt qua các kỳ thi tuyển công chức, và rồi còn vì có quá nhiều người có bằng cấp cao. Quá nhiều người có bằng cấp cao trong một số lĩnh vực, nhưng một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đã nghĩ đến ý nghĩa cuộc sống trong những năm Zero Covid và ngày nay tự nhủ, quá mệt mỏi những giờ giấc làm việc kéo dài, áp lực đường xa để có những mức lương đôi khi chỉ vừa đủ sống tại những khu siêu đô thị Trung Quốc, mà ở đó vật giá đã tăng lên rất nhiều.